Mày cầm cái này làm cái gì? Nhém. Chém. Con mẹ mày chém. Cơ hội của mày đến rồi kìa. Đừng có làm tao thất vọng. Mày chờ cái gì đó? Giết nó đi! Nếu tao là mày á, tao sẽ suy nghĩ lại trước khi giết nhóc đó. Ngày mai em sẽ đi dọn không à? Đừng em. Anh sẽ không bao giờ cho nó vô con đường này. Em không có sợ anh. Em sợ kẻ thù của anh. Anh thề với em, thằng nào hại nó, thằng đó chết. Với mày đến đây là hết, mày hiểu chưa? Thôi được rồi, ít nhất mày cũng để tao giúp mày xử thằng Hùng, trả thù thằng Bi. Mày không xứng đáng để làm chuyện đó. Tứ quý già đi, mà đi luôn. Lên báo anh Hùng. Tao tới đây không phải vì tại Nhớ. Mày không cần phải giải thích. Tao đợi mày từ nãy giờ rồi.
Tao mà chết thì tao nhớ cũng không lấy được chợ lớn đâu. Tao sẽ nói với nó. Đừng.